chào quý vị. Quý vị đang xem chương trình Luật pháp và Xã hội trên đài SBTN. Hôm nay quý vị sẽ được tiếp chuyện cơ với luật sư Nguyễn Anh Tuấn. Và xin kính chào luật sư Anh Tuấn. Vâng, trước hết xin kính chào quý khán thính giả đài truyền hình SBTN và chào cô ấy Vân. Và thưa luật sư Anh Tuấn, tháng 6 vừa qua thì có rất là nhiều các em đã ra trường và bố mẹ đã và đang chuẩn bị mua xe mới cho các em. Thì khi mà chúng ta mua xe, một chiếc xe, chúng ta phải để ý những gì để cho đừng cứ dính vào luật Lê Minh Lo vậy luật sư Anh Tuấn? Vâng, trước nhất là cũng chúc mừng các em học ra trường hoặc lên đại học giỏi thường thường hoặc đi làm có job mới thì bố mẹ bắt đầu tặng xe hoặc là bắt đầu co-sign để mua xe mới vân vân. Thì đó là chúc mừng. Và cái đề tài chúng tôi cũng muốn mang đến cho quý vị đang xem đài hôm nay là vấn đề xoay quanh vấn đề mà chúng ta hay thường nghe nói là vấn đề Lê Minh Lo, tức là luật về cháy chanh đó, mà khi chúng ta mua xe hoặc là và còn thêm thời gian chúng ta cũng nói về vấn đề mướn xe, tại vì mùa hè này là mùa chúng ta đi du lịch rất là nhiều, những điều chúng ta cần nên biết khi chúng ta mướn chiếc xe. Và trở lại cái vấn đề mà Lê Minh Lo đó, Lê Minh Lo đó là một cái tên gọi thôi, thực sự nó là một cái tên cũng như chúng ta thường nghe tới như là chương trình Affordable Care Act, đạo luật về y tế mà Tổng thống Obama khởi xướng đó, thì người ta gọi hay gọi cái tên tắt là tên bình dân là Obamacare chẳng hạn. Thì Lê Minh Lo nó cũng từ những cái đạo luật về bảo trì xe hoặc là bảo hành xe mà trong lúc chúng ta mua xe thì có những cái điều khoản và họ đặt những cái tên mà chiếc xe mà chúng ta mua đó, thời gian đầu mua về mà còn mới mà tự nhiên nó hư những cái vô lý, hoặc là xe mà chúng ta không expect là mình mới mua xe mới tự nhiên nó hư từ do cái vấn đề họ design, họ cấu tạo chiếc xe, chế tạo chiếc xe dở, hoặc là có những khiếm khuyết lúc họ ráp vào. Thì những trường hợp như vậy nó có nằm trong thể luật cháy chanh. Tại sao chúng nói chanh chua là tại vì ở Mỹ này đó, hay quý vị nghe quảng cáo là những điều là quảng cáo là chúng tôi sẽ không bán cháy chanh cho quý vị, tức là không bán gì chua chát cay đắng, tức buồn phiền. Thì đó là cái từ để ví trường hợp mà quý vị bỏ số tiền rất là lớn, mình mua chiếc xe rất là mới, mình nghĩ rằng chiếc xe là bình thường như gì họ bảo đảm là xe chúng tôi tốt, xe chúng tôi bền, mà tự nhiên mới về lái tự nhiên nó khựng lại, đạp nó không giọt lên đúng cái mai như vậy, hoặc là máy đề không nổ, hoặc là nhiều thứ khác, là thắng nó không ăn, hoặc là computer lúc thì nó shut down. Đó những cái mà khi chúng ta nói như vậy, những cái hư hại đó, cái khiếm khuyết đó, nó ảnh hưởng tới cái sự chúng ta sử dụng chiếc xe, điều hành chiếc xe, cũng như sự an toàn của chúng ta. Thì có thể nói rằng là quý vị đang sở hữu một chiếc xe mà nó có thể trở thành một trái chanh chua chát, và quý vị có thể hội đủ điều kiện để hoàn trả lại chiếc xe đó, hoặc là nhà sản xuất họ thế chiếc xe khác cho chúng ta, nếu chúng ta khó hội đủ một số điều kiện về những cái luật trái chanh hoặc Lê Minh Lo. Và trong trường hợp nào chúng ta biết là chúng ta được trong trường hợp Lê Minh Lo về luật sư Anh Tuấn? Vâng, như trường hợp nói ra đó thì thường thường đó như thế này, những chiếc xe mới như vừa nói sơ qua là chúng ta không nghĩ rằng nó hư những cái bậy bạ hoặc là hư những cái mà nó ảnh hưởng tới sự mà chúng ta điều hành hay sử dụng chiếc xe. Tôi nói ví dụ cái thắng chẳng hạn, thắng đúng rồi, xe mà thắng chưa có mòn thì chúng ta expect là cái thắng đó nó phải ăn. Bây giờ chiếc xe chúng ta mới mua mới tanh, mới chạy có mấy mai, thắng nó trượt nó không ăn, là nó một là thắng họ cấu tạo dở, hoặc là họ bằng cái vật liệu nó làm không đúng, hoặc là cái computer làm gì đó sai, nó không có respond trước cái chúng ta đặt bằng thắng. Thì những cái đó là chúng thể nói chúng ta là nằm trong cái điều kiện mà để nói là những xe bị hư hại theo luật Lê Minh Lo. Hoặc là những chiếc xe chúng ta mua về trong thường thường những cái luật Lê Minh Lo này đó, nó có khắp 50 tiểu bang, nó gọi chung chung cái tên như vậy, nhưng mỗi tiểu bang họ có một cái đạo luật khác nhau để định nghĩa thế nào là quý vị hội đủ điều kiện. Thành ra chúng tôi nói là những cái chung chung. Hoặc là những xe mới chúng ta mua về trong thời gian đầu mà cũng cái máy đó, hoặc là tôi vừa nói ví dụ cái máy đó tự nhiên sáng nào đề nó cũng nổ, rồi đem vào dealer mà cũng cái bệnh nó đem lại hoài như vậy 4-5 lần, thì trường hợp chúng ta cũng cái bệnh đó mình cho họ cơ hội để sửa mà họ sửa không được, nó bị tái diễn lại, thì cái đó cũng có thể có một số tiểu bang họ quy định chỉ cần những cái chuyện hư hại như vậy chỉ cần 3 lần trở lên, có tiểu bang đòi phải 4 lần trở lên. Trường hợp thứ hai nữa là những cái hư hại hoặc là những cái khuyết tật của chiếc xe nó có tính cách nguy hiểm, hoặc có thể đưa tới thương tích, hoặc có thể đưa tới cái vấn đề mà chết người, thì những lần hư hại vậy không nhất thiết chúng ta phải đem vô sửa 4-5 lần hay 3-4 lần, mà chỉ cần đôi lúc 1 lần hoặc 2 lần là đủ
đối với một số luật về Lemon Law các tiểu bang trên Hoa Kỳ. Tôi ví dụ, cái thắng của mình, đạp nó không ăn. Đó là một vấn đề rất là an toàn tới tính mạng và tới người lái xe cũng người xung quanh. Thì những trường hợp như vậy chúng ta không cần phải nói là đem vào dealer sửa phải 3-4 lần mới để hội đủ điều kiện là trả xe lại hoặc là đổi xe khác. Những trường hợp mà an toàn nó như vậy đó, chỉ cần 1-2 lần là đủ rồi. Và trường hợp thứ ba nữa, chúng ta cũng có thể thông thường thấy cùng một chiếc xe mới đó, mình mua về mà nó cứ hư hoài à, cứ đem vô sửa, cứ nằm trong họ sửa được, rồi sửa này để ra cái khác, mà tổng số thời gian chúng ta cộng lại chiếc xe nằm trong shop hoặc là dealer để họ sửa đó, trong lúc mà còn warranty đó, lên tới quá 30 ngày. Tức là 30 ngày lúc thì vô để trong shop, 3 ngày, lúc thì 5 ngày, lúc thì 10 ngày, tổng cộng lại nó trên 30 ngày. Thì cũng đó là trường hợp cũng có thể hội đủ điều kiện để chúng ta ứng xử và trả xe lại hoặc là đổi xe theo cái luật Lemon Law, thưa quý vị. Bạn có trường hợp là xe vẫn đóng cửa ra không có khít luật sư thì có thuộc về sự an toàn của người ngồi đằng sau không, về luật sư Anh Tuấn? Có nhiều trường hợp nó không có rõ ràng, tại vì đó cái lúc đôi lúc thực sự là cái job của luật sư chúng tôi hoặc là những người mà chuyên làm về này họ sẽ tranh đấu. Tại vì tôi nói ví dụ một chiếc xe mà ấy bạn mua về sơn nó bạc màu nhanh quá, hoặc xe tự nhiên chỗ nào đó nó cồm lên nó tróc ra, cái đó thực sự nó có phải là lemon hay không, mặc dù nó tróc ra hỏi. Cái đó thường thường là không, tại cái đó nó quá việc quá nhỏ, nó ảnh hưởng, hoặc là mình chạy tới thiên tới máy lạnh máy cho nó hơi ồn, nó hơi cái tiếng mình không thích, cái đó cũng chưa có đủ nhé. Chứ trường hợp mà đó là cái bộ phận nhỏ, còn những gì mà nghiêm trọng đó ảnh hưởng tới mà chúng ta xài mà để sửa như quay vừa nói đó, mà sửa cũng vấn đề đó mà sửa nhiều lần, chẳng như luật California trên 4 lần là đủ để gọi là đổi chiếc xe lại hoặc là trả xe lại. Còn nói về vấn đề đổi xe hoặc là trả xe, nếu mà chúng ta lái xe ra khỏi parking của dealer luật sư mà chúng ta đổi ý như là không thích cái màu đó nữa hay là không thích chiếc xe đó nữa, thì chúng ta trở lại để đổi chiếc xe thì không biết dealer họ có quyền cho chúng ta cao nhất lên đến bao nhiêu tiền về luật sư Anh Tuấn? Thường thường đó, cái chuyện mà đổi xe thì quý vị theo cái đổi ý hoặc là muốn đổi xe, thường thường là có một số nơi họ có cái cooling off period, tức là có thời gian để suy nghĩ lại, mình có quyền để cancel cái hợp đồng đó, trả xe. Tuy nhiên có sự tiểu bang nó có sự giới hạn, chẳng những có sự tiểu bang quý vị ký phải ký vào cái điều khoản đó là option để cancel chiếc xe đó trong vòng 24 tiếng hoặc 48 tiếng như vậy. Thường thường như vậy họ mới honor. Hoặc có nhiều tiểu bang họ không có chấp nhận cái sự mà gọi là chúng ta đổi ý, họ không có cho được thời gian nó hết. Khi chúng ta book xa là gà chết, tức là mình ký xong mình mua về đem xe về nhà rồi mình đổi ý tại mình thấy chiếc xe này cái màu nó hợp với mình, hoặc cái bề nhiều người chê quá sao Ấy Vân mua xe màu này xấu như vậy hoặc không hợp với con gái chẳng hạn, Ấy Vân tự nhiên nghe nói như thế thì muốn đổi xe. Thực sự như vậy, trường hợp như vậy không có được, mặc dù trong số luật hoặc là số luật liên bang nó có một số luật về nói về cooling off period, nhưng không phải lúc nào nó cũng ứng dụng, và cũng tùy cái tiểu bang quý vị ở để nói về cái luật đó nó có cái vấn đề cooling off period hay không. Hoặc là khi quý vị mua, quý vị xem kỹ cái hợp đồng mình mua xe đó, có nói đến cái vấn đề mà mình có quyền cancel hay không và mình có ký vào cái đó hay không. Chứ nếu mà không có những cái đó, mình khó để mà vì cái sự đổi ý của mình mà đem vào trả chiếc xe. Trừ khi thì nói đó là muốn trả xe, thường thường hy vọng sau chiếc xe mà mình không thích nữa nó về nó hư như kiểu mà chúng ta vừa nói, tức là cục cái vấn đề đó. Tôi nói ví dụ máy lạnh đó, hoặc chiếc xe để không nổ hoài mà đem vô sửa 4 lần, 5 lần nữa vẫn không khỏi. Thì trường hợp đó cô ấy vẫn không thích chiếc xe đó thì cũng có cơ hội trả lại hoặc là đổi lại chiếc xe khác. Có thể lúc đó có màu vừa ý theo như là cái luật Lemon Law. Còn nếu mà chúng ta ký giấy tờ, luật sư biết là khi mà chúng ta ký một giấy tờ loan, mua xe hay là vân vân thì rất là nhiều là giấy tờ. Nếu mà chúng ta ký mà không hiểu cho những điều luật trong đó thì sau này chúng ta có quyền tranh cãi không về luật sư Anh Tuấn? Thường thường quý vị cái những cái hợp đồng thực tình mà nói đó, nếu mà nó cũng rất là dài, thường thường tôi biết là phần lớn quý vị hay chúng ta đây ít khi mà đọc hết từng cái chi tiết, nhưng mà cũng qua một quá trình vấn đề là tại vì uy tín và có những cái luật đòi hỏi bảo vệ người tiêu thụ vân vân, thì nói chung là những cái hợp đồng khế ước về mua bán nó tương đối là nó đã tiêu chuẩn hóa rồi. Nó có những điều khoản nó trong đó nói rõ là trong đó mua tại
tiền lời bao nhiêu, tiền đao bao nhiêu, tiền phi trạc như thế nào, tiền DMV, tiền nha lộ vận đóng như thế nào, họ có nói rõ trong đó. Thành như những cái chi tiết đó hoặc là cái phần nào quan trọng, họ thường họ có thể họ làm chữ, thậm chí cả chữ đậm lên. Thành ra để khi mình vì mình cái mình khi mình muốn cãi lại cái hợp đồng đó, mình muốn hủy cái hợp đồng đó, mình đổ thừa vào là tại vì mình không hiểu tiếng Anh hoặc là mình không có đọc kỹ, thì thường thường như vậy những cái đó, cái bào chữa đó nó không có xác đáng, trừ khi thực sự mình bị lừa thật sự nhé. Họ tráo giấy tờ hoặc là họ cho những cái gì chữ chi chít li ti mà không có thấy được, mà họ ép mình ký cái này nọ thôi, thì những trường hợp đó có thể kiện với một cái điều khoản khác, vấn đề mình bị lường gạt hoặc là mình bị đã không có thời gian. Chứ còn bình thường nếu như mà đã nói tóm tắt lại, bút xa gà chết. Còn nếu mà giờ người salesman lường gạt chúng ta, nói giờ xe này một gallon chạy 20 mile nhưng thật ra chỉ chạy được 15 mile, thì chúng ta có nó thuộc về luật Lehman Law không, về luật xe anh Tướng? Cái đó không phải là Lehman Law, cái đó là giống như một cái sự misrepresentation, tức là sao, tức là mình nói quá hoặc là nói không có hoặc là mình nói trái với sự thật. Những chuyện đó luôn luôn mình kiện được trong cái vấn đề về luật dân sự, vấn đề từ lường gạt cho tới họ nói dối, hoặc là họ như trường hợp như tôi nói, có nhiều dealer họ bán xe. Chiếc xe đó đôi lúc thường thường dealer uy tín họ không làm như vậy, nhưng mà có những nhiều nơi họ bán xe, đôi lúc xe họ lấy về bị trờn cái họ có thể sơn lại, nhưng mà họ vẫn mát, họ nói chiếc xe này chưa bao giờ bị đụng. Nếu chúng ta file down ra về, tự nhiên cái màu sơn chỗ nó tróc lên, và qua cái sự xét nghiệm của những người chuyên khoa nó bảo cái này xe này hình như đã sơn rồi, hoặc là từng đụng rồi, hoặc chỗ bị chày họ sơn lại rồi. Những trường hợp như vậy chúng ta có một bằng chứng như vậy, chúng ta có thể kiện đưa họ ra tòa hoặc là đòi họ bồi thường thiệt hại. Như cái đó không có nhất thiết phải là Lehman Law, mà đó là vấn đề tính cách, là những cái luật dân sự về lường gạt hoặc là nói dối hoặc là nó không đúng sự thật. Xin lỗi luật sư, chúng ta xin tạm dừng trong giây lát và xin quý vị đợi lần sau SBTN, chúng tôi sẽ trả lời ngay sau phần thông tin thương mại.